Top 5 cổ phiếu nhiệt điện lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu thứ tư đó là NT2 với cái công suất của họ là 750 MW. MW điện thương phẩm hàng năm là 4,3 đến 4,8 tỷ kWh, tùy thuộc vào cái việc là công suất chạy hết bao nhiêu công suất. Bởi vì NT2 này được đảm bảo đầu ra là khoảng độ 80-85% công suất, còn lại thì nó có chạy hơn hay không là phụ thuộc vào cái nhu cầu điện có lớn hay không và cái giá đầu vào cũng như giá đầu ra có đáp ứng hay không. Thì giá cổ phiếu ngày 9 tháng 5 2022 là 26.000 đồng, thì cổ tức tiền mặt là 2.500 đồng một năm trung bình trong dài hạn, tỷ suất cổ tức là 9.62%, định giá EV trên EBITDA là 6.7 lần. Thì lưu ý đối với cổ phiếu NT2 này có cái điểm lợi thế là nó chạy nhiệt điện nhưng mà bằng khí, khác với PVC, HND, QTP chạy bằng than. Thì khi chạy bằng khí cộng thêm cái công nghệ của NT2 này là công nghệ của Siemens Đức, một trong công nghệ tiên tiến nhất thế giới, chính vì thế cái hiệu suất truyền tải từ khí thành điện năng của nó rất cao, khoảng 57%, tức là cao nhất Việt Nam. Và cái máy móc của nó cho dù đã chạy từ năm 2011-12 đến nay đã mười mấy năm nhưng nó vẫn gần như mới, công suất vẫn rất cao, thì tuổi thọ rất dài. Và NT2 thì sắp tới thì sẽ có cái việc nợ vay có thể về không này, rồi khấu hao nhà máy cũng gần hết trong vài năm tới, thì khi đó là cái giá vốn sản xuất điện của nó sẽ thấp và có thể là mang lại cái lợi nhuận cao hơn và cổ tức một cách bền vững hơn. Đó, chính vì thế cho nên NT2 cũng là một cổ phiếu rất đáng để quan tâm khi mà quý vị đầu tư ăn cổ phiếu đều.